tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, một nhà khoa học hàng đầu về loài cây trinh nữ hoàng cung. Năm 2006, được trao giải thưởng Kovalevskaya. Năm 2012, được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ. Con của Minh Trung thì cô nghĩ là hãy mang trong dòng máu mình cái sự quyết tâm và kiên trì. Tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người đam mê cây trinh nữ hoàng cung. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.